Thúy Vân xin trân trọng gửi lời chào khán giả đang đến với một chương trình talk show của Đài Sài Gòn TV. Và hôm nay Thúy Vân rất được hân hạnh ngồi cạnh người founder của Galatea, một cái nhãn hiệu nữ trang rất là nổi tiếng. Xin chào anh Chí Huỳnh. Xin kính chào Thúy Vân và khán giả. Kính thưa quý vị, cái mục đích của chương trình talk show ngày hôm nay đó là rất là thú vị, tại vì nếu mà có một vài quý vị có thể không biết là Thủy Vân bên cạnh công việc là làm việc cho Sài Gòn TV, Thủy Vân vừa mới tham gia tình nguyện viên cho một cái hội tên là VAALA, viết tắt của Vietnamese American Arts and Letters Association, tiếng Việt là Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ. Thì Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ đã hoạt động trên 25 năm nay, và có thể nhắc VAALA thì bà con mình không có quen, nhưng mà nếu như mà nhắc tới Moonfest nè, là thí dụ như là cuộc thi vẽ tranh của các em vào dịp Trung thu, hay là một trong những cái sự kiện lớn của VAALA đó là Việt Film Fest, hay nói nôm na là liên hoan phim quốc tế. Đó là một liên hoan phim quốc tế có thể nói là lớn nhất bên ngoài Việt Nam, và liên hoan phim Việt Film Fest có những cái bộ phim về Việt Nam, do người Việt Nam đóng, do người Việt Nam dàn dựng, tất cả vì về Việt Nam. Và khi mà Thủy Vân tham gia VAALA đó thì có một cái điều mà Thủy Vân rất là quý cái hội này, đó là hội VAALA hoạt động hoàn toàn 100% cỗ máy của những người tình nguyện viên. Và bên cạnh cái những người tình nguyện viên như Thủy Vân tham gia làm cho những cái hoạt động cho cộng đồng của chúng ta, thì VAALA còn có một cái sự ủng hộ, một cái sự hỗ trợ không mệt mỏi, rất là không ngừng nghỉ của những người như là anh Chí Huỳnh ngày hôm nay. Và đó là lý do tại sao mà hôm nay Thủy Vân cũng thay mặt VAALA xin cảm ơn anh là đã hỗ trợ VAALA suốt bao nhiêu năm qua. Chí Huỳnh là một cái tên có thể là chưa có quen thuộc lắm, và hy vọng là ngày hôm nay sẽ trở thành quen thuộc hơn với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Anh có thể giới thiệu sơ nét về bản thân mình, về Galatea, và tại sao anh lại hỗ trợ VAALA hết sức như vậy? Khoảng 20 năm về trước, lần đầu tiên VAALA tìm được Chí Huỳnh và cho làm một cái triển lãm chỉ có cho một mình Chí Huỳnh thôi, 20 năm về trước nha. Wow. Lúc đó là Chí Huỳnh còn trẻ mà, đúng không? Bây giờ vẫn còn trẻ vậy. thì cái VAALA làm cái triển lãm đó không có lấy một đồng nào hết. Yeah. Đúng không? Chưa ở dưới cộng đồng không ai biết Chí Huỳnh, mà làm một cái triển lãm như vậy thì Chí Huỳnh nhớ rằng cái đó đó là một cái món quà rất quý VAALA đã đem lại cho Chí Huỳnh, là cái món quà đó là cái món quà đem lại niềm tin tặng cho Chí Huỳnh. Thế thì cái niềm tin đó nó đem lại cho mình cái can đảm để tiếp tục trong cái quá trình làm hội họa và làm đẹp cho cuộc đời. Thì khi mà mình làm được tốt thì người ta nói nếu cây ta to thì phải nhớ người đã ghé qua, tưới nước đã bao giờ, đúng không? Thì mình biết nếu mà như vậy còn biết bao nhiêu người giống như Chí Huỳnh mà không đạt được kết quả, không có ai hỗ trợ thì rất là tội nghiệp. Thì vì lý do đó rất nhiều năm nay Chí Huỳnh thường donate giúp cho hội VAALA ở phía sau về một số công việc. Thì hôm nay thì cũng là như vậy, thì Chí Huỳnh có một cái tâm huyết là sẽ tiếp tục hỗ trợ VAALA. Quý vị biết không, Thủy Vân được biết tới Galatea trước và được hân hạnh nói chuyện với anh Chí Huỳnh sau. Nhưng mà khi mà Thủy Vân đến một trong những cái triển lãm của Galatea tại Việt Báo, Thủy Vân là một người rất là đơn giản, không có đeo nữ trang. Thế mà hôm đó một cái sản phẩm của Galatea đã khiến cho Thủy Vân không kìm lòng được, và Thủy Vân đang đeo nó ngày hôm nay. Tại vì cái ý nghĩa của những từng cái nguồn cái nữ trang, từng cái piece of jewelry, Thủy Vân nói nữ trang thì nó có quá nhiều ý nghĩa. Thế thì Thủy Vân tò mò là không biết tại sao là Galatea, và cái điều gì khiến cho anh tạo ra những cái bộ nữ trang mà rất là sống động và trở thành giống như không phải là để trang điểm cho cái người đeo nữa, mà là trở thành một phần của cái người đeo. Chí Huỳnh nghĩ là đấy, làm nữ trang nó là một cái phương pháp làm nghệ thuật, đúng không? Phương pháp làm nghệ thuật là người ta cho giống như là cái món quà mà quý nhất của mình là những cái món quà của cha mẹ để lại,
đúng không? Thì coi như là đây là thật ra là những cái món quà của tình yêu, đúng không? Thì như vậy thì mình phải làm những cái món quà như thế nào để nó mang lại tình thương của mọi người, để gắn bó với nhau. Thì tất cả những cái món quà của chị mình làm thì nó có liên quan tới vấn đề những cái câu chuyện về tình thương ha, mang lại kỷ niệm. Thí dụ như cái mặt dây chuyền của em đang đeo, thì trong đó em có thể là bỏ những cái tiếng của con em sanh ra, khóc như thế nào, cười như thế nào, biết tập đi học như thế nào, em lấy những cái kỷ niệm đó em save nó vào những cái vật nữ trang của mình được. Đó thì cái chiều hướng của anh là như thế. Vì vậy khi mà Thủy Vân, đặc biệt là khi mà Thủy Vân có được cái này thì rất là nhiều người thích, tại vì bản thân đang ngọc trai là một cái gì đó nó rất là sang, đúng không? Mà nó còn có một cái ý nghĩa sâu sắc như vậy nữa. Thế thì anh Chí Huỳnh có thể chia sẻ là bằng cách nào mà bây giờ Thủy Vân được ngồi nói chuyện với anh ở đây, mà quý vị khán thính giả cũng muốn support, cũng muốn ủng hộ VAALA, thế thì làm thế nào để có thể ủng hộ VAALA qua cái sự hỗ trợ của Galatea? Thì hồi xưa đến giờ thì mình cũng có thường hỗ trợ donate với cho VAALA, nhưng mà anh Chí nghĩ mình là người làm nghệ thuật thì hỗ trợ giving thì nó cũng phải là một cái nghệ thuật chứ. Em hiểu không, ai cũng vậy mà, mình đâu có thể nào mà cứ bố thí cho hoài thì người ta đâu có chịu. Mình đâu có you can only do enough, đúng không? Thì anh chị nghĩ ra ok, thì bây giờ nếu mà mình làm một cái platform đó, để mình có thể là những người mà muốn hỗ trợ VAALA, thay vì chỉ có donate tiền thôi, thì có thể là mình bây giờ mua một cái món quà nữ trang, thì cái tiền profit đó mình donate nó cho VAALA, thì vừa là donation mà vừa được có một cái món quà để đeo, thì nó cái người giving at least nó có một cái gì đó. Thế thì dĩ nhiên mình cho một cái lòng, nhưng mà nếu mà có được cái món quà thì nó tốt nhiều, đúng không? Đó thì anh chỉ nghĩ là cái phương pháp đó là mình có thể là làm một cái shop cho VAALA ha, để VAALA không phải xin tiền mà trao đổi hòa để được tiếp tục hỗ trợ cho những người làm nghệ thuật. Và xin cảm ơn, và một lần nữa Thủy Vân xin thay mặt VAALA cảm ơn anh Chí Huỳnh về cái tấm lòng đó. Và thật sự là như vậy quý vị, nhất là vào trong bây giờ đã là tháng 11 rồi, chỉ còn có một tháng mấy thôi là đã tới dịp Giáng sinh. Và tới Giáng sinh thì sắp tới sẽ là Tết Nguyên Đán nữa. Thế thì bên cạnh những cái collection, những cái bộ sưu tập mà anh Chí Huỳnh đang có, thì anh Chí Huỳnh sẽ có những cái bộ sưu tập online, online và ở tại VAALA nhé. Và chỉ đặc biệt là dành riêng cho những cái công hiến của VAALA. Và khi mà quý vị mua những cái món quà này rất là ý nghĩa, và đây chỉ là một cái vật trang sức mà Thủy Vân có một cái vật trang sức nữa mà Thủy Vân rất là thích, đó là một cái hạt khôi chính nhỏ chính giữa, rồi những cái hoa nở ra rất là đẹp, những như là sống động vậy đó quý vị, như những cái món trang sức rất là sống động. Thì vào cái dịp Giáng sinh, vào dịp Thanksgiving sắp tới và dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thì đây là cái dịp lý tưởng để quý vị tìm mua cho bản thân mình mà mua tặng cho người thân, cùng lúc đó là cũng hỗ trợ VAALA, giúp VAALA có thêm sức mạnh để mà tiếp tục hoạt động trong 25 năm nữa hay 50 năm nữa để mà phục vụ cho cộng đồng với những cái hoạt động rất là đa dạng của VAALA. Cái website này không phải của Chí Vinh nha, Chí Vinh tạo ra để cho VAALA. Thì quý vị có thể vào trực tiếp website đang hiện ra trên màn hình, và cứ mỗi một cái món quà, một cái món đồ quý vị mua tặng cho bản thân mình hay mua tặng cho người thân sẽ được trích ra 15% để mà hỗ trợ cho VAALA trong tất cả các hoạt động của hội. Và điều đó là một cái điều mà Thủy Vân, bản thân Thủy Vân cảm thấy rất là trân trọng và rất là tri ân anh Chí Huỳnh rất nhiều. Thủy Vân vẫn còn xúc động về cái lời của anh Chí Huỳnh dành cho VAALA, cũng như là những cái điều mà Galatea dành cho VAALA. Thế thì còn vài giây phút cuối thì anh Chí Huỳnh có cái lời nhắn gửi gì đến quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV? Chí Huỳnh là người làm nghệ thuật, đúng không? Thì là người làm nghệ thuật thì phần đông người ta thường, mình thường nói là mình chỉ có làm cho mình thôi. Mình chỉ có biết mình là như thế nào trên thế gian này, đem lại cái đẹp cho thế gian này, không nghĩ tới người khác. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi thì mình sẽ thấy
mình chỉ có như mọi người khác. Ta ăn một ngày ba bữa. Sáng ta ăn, trưa ta ăn, chiều ta ăn. Rồi tất cả chúng ta đều chết giống như nhau, giàu hay nghèo, đúng không? Thì anh chỉ nghĩ là tất cả những gì mình làm được trên thế gian này, mình mang lại cho xã hội này, nó thật ra không phải là của mình. Nó là những cái tốt mình tạo ra cho trái đất này. Thì như vậy, mình có nghĩ mình là một người cá nhân như thế nào nữa? Mình vẫn là của cuộc đời và xã hội. Thì như vậy, anh và em và tất cả mọi người, thật ra chúng ta là cùng một, chứ không phải là riêng. Thì vì lý do đó, mình phải quan tâm tới những cái công việc của mình làm, nó phải ảnh hưởng tới cuộc đời và xã hội và những người khác như thế nào. Thì anh Chí, vì lý do đó là cái anh Chí nghĩ được là mình muốn giúp cộng đồng xã hội, thì mình phải biết cái trách nhiệm của mình, vị trí của mình nó nằm trong cuộc đời xã hội là như thế nào. Thì vì điều đó anh gắng cố gắng và khuyến khích tất cả mọi người để tiếp tục giúp cho những người làm nghệ thuật. Tại vì những người làm nghệ thuật chỉ có quan tâm tới mang cái đẹp tới cho cuộc đời và xã hội mà thôi. Thì anh Chí nghĩ đó là một cái việc tốt để mình hỗ trợ được VAALA. Dạ, cảm ơn anh. Và một lần nữa, Kỷ Vân xin nhắc lại, để hỗ trợ VAALA, để đem đến những món quà cho bản thân, cho người thân, thì quý vị hãy vào cái trang web này và thưởng thức những bộ sưu tập của Galatea và hỗ trợ cho những người nghệ sĩ, independent artist. Kỷ Vân xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Chí Huỳnh đã dành chút thời gian đến ngày hôm nay. Cảm ơn. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình talk show kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt. Dạ, xin kính chào.